Kính thưa quý vị, Nguyễn Nam xin trân trọng chào quý vị. Và có lẽ quý vị cũng đã nhận thấy được trên màn hình của chúng ta đã có sự góp mặt của tiến sĩ Joe Độ Vinh, nghị viên quận Garden Grove tại miền Nam California. Xin hân hạnh được đón tiếp tiến sĩ Độ Vinh thêm một lần nữa, thưa em. Vâng, kính chào anh Nam. Giờ này thì ở giờ California, Mỹ đã là 10 giờ tối rồi. Nhưng mà anh em chúng tôi cũng không có ngại thời gian để tiếp xúc với quý vị sớm nhất. Xin kính anh. Thưa quý vị, ngày hôm nay trong giới làm báo ôm một trận cười no bụng, trận cười no bụng từ hai góc khi mình nghe cái bài trả lời phỏng vấn của ông David Dương với ký giả Vũ Nhân của đài truyền hình SPTN, thì chúng ta công trận cười rất là no bụng. Cười cái gì thì mời quý vị theo dõi. Thì trước hết đó là anh có xem cái video đó không, thưa anh tiến sĩ Vâng, Joe Độ Vinh? dạ thưa anh, cái video cũng khá ngắn anh, độ 6 phút 23 giây thôi, thành ra tôi coi lại 3 lần để mà nắm vững câu chuyện để mà lên chương trình văn hôm nay và phân tích sâu hơn về đề tài này. Anh có bị cười không? Anh có bị mắc cười không? À, không biết cùng lý do hay không nhưng mà tôi thấy cũng hơi buồn cười đó anh Nam, và anh Vì em mình sẽ phân tích nó cho là rõ. đỉnh đỉnh cao, nó là một cái video đỉnh cao sự ngớ ngẩn. Tôi không ngờ đó, ở đài truyền SPTN này có một cái video thuộc lại đỉnh cao sự ngớ ngẩn như 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 thế này. Lâu nay đó, tôi có một sự kính trọng từ ban giám đốc của đài truyền hình đó, tôi quen mà các anh em trong ban giám đốc tôi quen hầu hết và chúng tôi hợp tác nhau cũng rất là nhiều trong nhiều năm, nhưng bỗng dưng nó trở thành như vậy thì tôi bất ngờ quá. Nó không, hồi xưa đã nhớ trong câu thơ Tiền Chiến nó có một câu này: có chi vương víu trong hơi mấy, những chiếc xe đầy nặng khổ đau, thì có chi vương víu trong hơi mấy, có gì trục trặc xảy ra vậy mà cái xe đầy nặng khổ đau, cũng có cái gì trục trặc của đài truyền hình SBN mà họ đưa ra một cái video mà ở cái đỉnh thấp của sự tưởng tượng của loài người. Thì tôi rất là bất ngờ. Cái này tôi cũng sẽ biết cái email để gửi đến Trúc Hồ để xem Trúc Hồ ông có cùng cảm giác chúng tôi không, và nếu cùng cảm giác thì ông giải thích giùm chúng tôi tại sao nó như vậy. Thì bây giờ cái anh xem đó, tôi nói phần một vài ý nghĩ của tôi, còn phần của anh thì anh nói anh nghĩ như thế nào, thưa anh? À, vâng, dạ, không biết là anh có chiếu được cái clip đó hay không, hay là cho nghe cái audio không, không có hình cũng được để mình dễ phân tích và cũng cho khán giả nghe. Còn nếu anh không có tiện cũng không sao, tại vì anh chỉ có đọc lên cái title để mà đồng hương chúng ta có thể lên truy cập và xem, chứ chúng tôi không muốn bình luận mà không có những cái bằng chứng cụ thể, thì e rằng quý vị sẽ nói rằng chúng tôi suy diễn hay là có những cái suy nghĩ mà nó không chính xác hoặc là không có phản ánh cái sự thật, thì anh anh em anh chúng anh tôi anh cứ hoàn toàn là đồng nói đi, ý. chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra ít nhất là Dạ vâng. video, ít nhất là audio, thì anh cứ nói đi anh. Thế anh Dạ, nếu anh còn đọc được cái title của cái clip đó để bà con chúng ta có thể search nó trên SPTN đó, và nó trong cái gọi là hình như là tin cộng đồng hay gì đó, thì cũng mới post đây 1-2 ngày thôi, thành ra khi anh Nam chuyển về tôi coi ngay, và tôi thấy nó cũng có nhiều điều mà dĩ nhiên là phản biện lại cái đòi hỏi của chúng tôi, đặc biệt tôi đã. Quý vị thông phóng sinh 30 tháng 4, hôm nay Việt Dương muốn gọi thông điệp gì? Là truyền hình SBTN để gọi đến quý khán giả ý kiến của những người lãnh tổ chức đồng hội đoàn và niềm California về việc vào ngày 30 tháng 4, hôm nay Việt Dương tổ hiệp hội Vapa mướn chiếc máy bay kéo cờ Việt Nam hòa ngay trên bầu trời của thủ đô Việt Nam, Nam Cali, và tại miền của bang California cũng vào ngày 30 tháng 4. Ông David Dương đã gửi một vòng hoa truy điệu đến Viện Bảo tàng Việt Nam Cộng Hòa và Thuyền nhân Tị nạn Cộng sản Việt Nam, và Viện Dương với hình cờ vàng, mắt đỏ của Việt Nam Cộng Hòa.
và học chữ tri ân chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tưởng nhớ đến những thiện nhân tị nạn cộng sản bỏ mình trên đường đi tìm tự do. Và sau đây là ý kiến của ông Lê Việt Dương về vấn đề này. Ngày 10 tháng 4 vừa qua, tại Việt Nguyên Sơn và Sơn Dê, có một cái vòng hoa có vài bài gửi tới, và đặc biệt là những Nam Tây Xoa Nhà, ông đã cho máy bay bay trên đồng trần và có cả tàu cảnh sát bạn và có cái và bà thì thường lý do gì ông làm cái việc đó? Dạ thưa, cái việc đó chúng tôi làm để chứng tỏ rằng là có rất nhiều người đã cho rằng trong cái vụ việc và bài của chúng tôi tại sao không có treo cờ của Việt Nam Cộng Hòa, tất cả dám treo như thế nào, thì chúng tôi sẽ khẳng định lại một điều là cờ của Việt Nam Cộng Hòa hiện nay nó bị sạch, và chúng tôi cũng là những người đã lớn lên dưới cái cờ đó trước năm 75, thì chúng tôi chỉ muốn chứng minh với quý vị rằng không phải chúng tôi sợ không dám treo, hoặc là tại sao chúng tôi treo. Chúng tôi đã cho rằng và đã trả lời rất nhiều trên các cơ quan truyền thông là cái cờ di sản đó chúng ta cần phải tôn trọng, và cái cờ nó chỉ treo đứng lên đứng lúc không chỗ. Sau đó chúng tôi nhân dịp 30 tháng 4 cũng là cái ngày đứng nơi là tại coi như là miền Nam California, tại miền Bắc California, và đứng lúc chỗ và cũng như đúng ngày chúng tôi chứng minh cho quý vị rằng chúng tôi không phải không dám treo hoặc cũng như là không muốn treo, nhưng mà chúng tôi chỉ muốn chứng minh rằng đó là một cái sự thường phải được tôn trọng, nó là một cái di sản của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, thành ra chúng ta cần phải tôn trọng và cần phải treo đúng nơi và đúng chỗ và đúng lúc. Vâng, anh Nam xin gần ở đó rồi mình phân tích rồi để cho chiếu tiếp các phần phân tích, là vì nó có khoảng 6 phút thôi, thì chúng ta đã nghe khoảng 2 phút rồi, thì còn 2 đoạn nữa. Bây giờ tôi xin phép bình luận trước. Thứ nhất, qua cái sự kêu gọi của chúng tôi là Vũ Nhân và SBTN phải thực hiện một cái clip với nhân vật được đề cập tới trong cái kỳ lần trước của chúng tôi bình luận, đó là ông David Dương. Và tôi đã dùng cái từ ngữ là của người Anh, người Mỹ nói rằng là cần phải nghe từ miệng con ngựa, need to hear it from the horse's mouth, from the horse's mouth. Thì cái này con ngựa nó đã lên tiếng rồi, con ngựa hí đó. Tôi đã nói rằng phải nghe con ngựa nó hí như thế nào, thì kỳ này chính miệng David Dương đã hí lên. Hí những điều gì đó, thì đầu tiên trong cái 2 phút quý vị vừa nghe đó, ông nói rằng ông không có sợ, bởi vì ông đã có một số người đặt vấn đề tại sao không có cờ vàng tại Vaba Gala ngày 25 tháng 2, 2023. Thì quả thật không có cờ vàng ở đó. Điều đó ông không có gì để phải chối cãi được hết. Đó là sự thật, sự kiện. Và ông biện minh rằng lý do ông không có bay cờ vàng ở đó không phải là ông sợ. Nhưng mà là vì ông cho rằng cờ vàng là chỉ có thể trưng bày, tôn trọng hay là cho bay vào đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc. Đó. Và ông cho là đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc đó là 30 tháng 4. Và hai địa điểm mà ông cho bay. Một là ở cái vòng hoa tại Viện Museum. Và hai là kéo bằng máy bay trên cờ Nam California, và ông không hề nhắc tới những vấn đề chúng tôi đặt là kéo ngang với cờ và bà, là một sự hỗn xược. Ông hoàn toàn không trả lời và giải thích, mà kỳ này ông cũng không dùng cái chữ thông điệp nữa, mà gọi là ý kiến của David Dương. Nhưng mà Vũ Nhân vẫn dùng cái tích có chữ thông điệp trong đó, sau khi chúng tôi đã lên án và Nguyễn Văn Bình viết trong Ý Dân, thông điệp đây là dùng sai, không nên dùng. Nhưng vua láo léo David Dương vẫn tiếp tục với ông Vũ Nhân để trong cái tít có chữ thông điệp, nhưng mà khi giới thiệu thì cho là ý kiến của David Dương. Và ý kiến của ông là cái cờ vàng phải được tôn trọng đó. Nhưng mà chúng tôi đâu cần ông dạy dỗ chúng tôi là phải tôn trọng cờ vàng đâu, lố bịch. Đó là điểm thứ nhất.
nguyên cộng đồng này rất lớn từ 48 năm nay và xa hơn trước đó nữa. Cờ vàng ba sọc đỏ đã có trước Việt Nam Cộng Hòa, đệ nhất đệ nhị nữa, có trước đó. Mà những người chào cờ Việt Nam Cộng Hòa hay là chào cờ vàng ba sọc đỏ trước đó nữa đều tôn trọng cờ vàng, đều tôn trọng hết. Cho nên chúng tôi không đợi tới bây giờ mới nghe ông David Dương dạy dỗ chúng tôi phải tôn trọng cờ vàng. Điều đó dư thừa, lố bịch và hỗn láo. Thứ hai nữa đó là ông cho đây là cờ di sản. Mà quý vị sẽ nghe nữa. Cái cờ này đó là cái cờ di sản của Việt Nam Cộng Hòa và nước miền Nam Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa. Không còn nữa. Như vậy, cái cờ này nó chết theo cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Ông hàm ý như vậy. Ông đưa nó vào một nghĩa trang. Nghĩa trang đó gọi tên là Việt Museum, là một nghĩa trang để ông chôn cái cờ di sản ở đó. Chúng tôi hoàn toàn phản đối, không đồng ý. Khi chúng tôi chào cờ hay là tôn trọng cờ vàng, không phải là tôn trọng một cái di sản, không phải, nhưng mà một biểu tượng thiêng liêng và một lý tưởng tranh đấu cho tự do dân chủ mới là cái ý nghĩa thật sự của cờ vàng. Mà ông David Dương đâu có tôn trọng cờ vàng theo cái ý mà chúng tôi mới vừa đưa ra, hoàn toàn không có. Ông chỉ nói là ông lớn lên dưới cái cờ đó thôi, ông đâu có nói ông là người Việt quốc gia đâu. Không có. Không hề nói ông là người Việt quốc gia. Và trong cái clip 6 phút đó, ông không hề nhắc tới hai chữ quốc gia, hoàn toàn không có. Không có. Ông chỉ nói cái động thái ông cho cái bồng hoa với cờ vàng đó, ngày 30 tháng 4 tại Việt Museum á, là vì ông không sợ, không sợ. Và đó là một cái phản ứng đối với những người đã nói ông sợ không cho cái cờ vàng đó tại Ba. Nhưng mà chúng tôi, những người tôn trọng cờ vàng, yêu nước, yêu cờ vàng, và chúng tôi tung bay cờ vàng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, một cách trịnh trọng. Chúng tôi không cứ phải 30 tháng 4 mới bay được cờ vàng. Sai. Cái ý vậy, di sản của ông đó, trong cái tư tưởng của ông đó là cái cờ đó chết rồi. Chết rồi. Đưa vào nghĩa trang. Và ông chôn luôn cả chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và những người thuyền nhân. Đó. Chúng tôi đã nói như vậy và ông không đối chất gì cả. Không đính chính gì hết. Mà ông còn chứng minh rằng đó là đúng là ý nghĩa của ông. Là cái cờ đó là di sản, chết rồi. Không còn một ý nghĩa thiêng liêng, lý tưởng, biểu tượng gì hết nữa. Chỉ là một cái di sản thuộc về quá khứ của Việt Nam Cộng Hòa, mà Việt Nam Cộng Hòa đã chết rồi. Thì quý vị nghe tiếp đi, mời anh. Qua tại Việt Museum ở Bắc Cali, chúng máy bay kéo cờ Việt Nam Cộng Hòa, rồi lại qua sắp đỏ. Thì khi mà ông làm việc đó, ông có nghĩ là sẽ ảnh hưởng tới những cái quyết định của ông tại Việt Nam trong thời gian tới không? Không. Tôi vẫn nghĩ là không, bởi vì như tôi đã nói, đây là cái di sản. Bởi vì nó không còn là cái lá cờ đại diện quốc gia nữa. Tôi thì nghĩ rằng Việt Nam cũng sẽ không quan trọng việc đó đâu, bởi vì Việt Nam cũng đủ biết rằng là hiện nay thì cái cờ vàng đỏ của miền Nam Việt Nam thì hiện nay nó chỉ là một cái di sản. Và rất nhiều người đã từng coi như sống và lớn lên với cái di sản đó, thành ra là cái việc mà mình vẫn tưởng niệm, vẫn ghi nhớ và tôn vinh cái di sản của mình, thì tôi nghĩ cái việc đó thì chắc là Việt Nam họ cũng không có có quan trọng với vấn đề mà họ nghĩ đó là một cái chuyện. Rồi anh Dương có nói đó. Tôi là những nhà làm doanh nghiệp thì đấy. Từ miệng ông David Dương nói, ngựa nó hí lên rồi đó. Ngựa hí đấy. From the horse's mouth. Nó nói gì? Nó nói là cái cờ vàng đó là di sản. Là chỉ là di sản thôi. Nó không có ý nghĩa thiêng liêng gì cả. Không có là một cái lá cờ biểu tượng cho những người quốc gia còn tranh đấu chống cộng sản. Cho cái cờ đó là thiêng liêng, tiêu biểu cho cái tinh thần, cái lý tưởng, tự do dân chủ. Nó chỉ là cái cờ di sản đâu, ông David Dương.
chúng tôi không chấp nhận cái ý kiến đó của ông. Đó. Và những người chấp nhận ý kiến đó với ông, chúng tôi tẩy chay hết. Toàn bộ. Bất cứ ai đồng ý với cái quan điểm của David Dương trong cái clip 6 phút này. Tôi tẩy chay hết. Quý vị không phải là người quốc gia. Tuyệt đối không phải là người quốc gia. Và tuyệt đối không phải là những người chống cộng. Tuyệt đối không đứng trong hàng ngũ của tôi và những người quốc gia chống cộng sản. Vì quý vị đã cho cái cờ đó chết rồi. Để di sản đưa vào nghĩa trang Việt Minh Diệu. Và lần này, cái clip này, ông Vũ Nhân không có cho tiếng nói âm thanh của những người mà ông phỏng vấn trong lần trước. Hãm thanh luôn, hãm tiếng luôn, bịt miệng luôn. Không cho nói nữa, chỉ có David Dương thôi. Và David Dương tiếp tục lao léo, cho nên tôi gọi là vua lao léo. Tiếp tục lao léo. Lấy vải thưa che mặt thánh, qua mặt hết thiên hạ rằng đây là cờ di sản. Sai. Sai hoàn toàn. Lá cờ Việt Nam và lá cờ vàng đó còn sống trong tim của chúng ta là những người sống ở hải ngoại và kể cả nhiều người sống trong nước. Nhưng mà không như ông David Dương. Họ không sợ. Họ chỉ không có bảo rằng chúng tôi không sợ, nhưng mà chúng tôi chỉ trưng bày tôn trọng trong ngày 30 tháng 4 thôi. Có nơi có chỗ. Sai. Hỗn loạn. Không đúng tí nào. Bà ông Vũ Nhân và đài SBTN mà Nguyễn Xuân Nam đặt vấn đề đó. Đặt vấn đề đúng. Đúng. Tôi muốn biết Trúc Hồ, SBTN có đồng quan điểm hay không? Lên tiếng đi. SBTN và Trúc Hồ phải lên tiếng. Và tôi nói rồi. Nếu đồng quan điểm, tôi sẽ tẩy chay. Tôi sẽ biểu tình. Còn nếu nói rằng đây là ý kiến riêng của ông David Dương, không phải là quan điểm lập trường của đài SBTN, thì may ra chúng tôi cũng chấp nhận được. Còn nếu mà đây cũng là quan điểm lập trường của SBTN, hoàn toàn sai trái. Cho nên, đừng bao giờ nói rằng đài SBTN là đài chống cộng nữa. No. Láo léo, mị dân, ngu dân. Đài SBTN, tức là Vũ Nhân đã đưa cái clip này lên đài SBTN, thì tôi coi đó là quan điểm lập trường của SBTN luôn. Ngoại trừ họ đến chính cho rõ ràng. Tại vì trong cái clip này, họ không minh định rằng đây là ý kiến riêng của Đêm Dương. Không có. Họ chiếu trên đài của họ. Công khai. Thì tôi có quyền đặt vấn đề với SBTN, coi như là quan điểm lập trường của SBTN. Là như thế đó. Mời anh nè. Thì cái điều này đó, lá cờ này là cái lá cờ di sản. Thì bây giờ tôi hỏi thử nè, quý vị nào theo này SBTN, di sản là gì cao quý để lại từ ông cha lại cho con cái giữ nó, tôn thờ nó, cả nước tôn thờ nó đó. Thì giờ quý vị mang cái lá cờ này trên cái áo của mình đi vào thẳng phi trường sân bay Tân Sơn Nhất nước vào Việt Nam thì coi thì chính quyền cộng sản sẽ làm gì quý vị? Cái đó còn cái phần 2 phút cuối cùng, mời anh Nam. Thứ hai nữa thì đồng hương nghe luôn. Thứ hai nữa này, vậy nếu là cờ di sản thì Việt Cộng nó phải là thằng bán nước, nó không tôn trọng di sản dân tộc. Nó cờ di sản mà. Đâu phải lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Không những thì tôi mấy cờ di sản đâu mà nó bắt tôi. Ông David Dương hàm ý rằng Cộng sản Việt Nam chấp nhận cờ di sản, tức là cờ vàng, ba sọc đỏ là di sản, tất nhiên không còn tiêu biểu cho một cái chế độ hay một cái ý tưởng, ý thức hệ chính trị gì cả. Và vì vậy họ không có phản đối, họ không có đặt vấn đề và họ không coi quan trọng. Đó là lời nói của David Dương, quý vị sẽ nghe ông nói rằng người cộng sản, người Việt Nam trong nước không coi là quan trọng, không coi cờ vàng ba sọc đỏ là quan trọng nữa, và đó là phi chính trị. Như vậy thì cái cờ đó chỉ là di sản thôi, nó không có nói lên một cái thái độ hay là một quan điểm lập trường chính trị cả. Đối với David Dương, David Dương khẳng định rằng cờ di sản, cờ vàng ba sọc đỏ không có một cái giá trị chính trị gì nữa hết, không có và không tiêu biểu vậy cho một cái trường SBTN. Quốc gia gì cả. Trúc Hồ,
tôi thách trong Trung Hồ, tôi thách trong Vũ Nhân, tôi thách ra bây giờ ba người leo vé bay bay về Sài Gòn, đeo cờ di sản trên áo của mình đi vào trong trong Việt Nam, coi thử Tân Việt Cộng đối xử như thế nào. Vâng, nếu như lời ông David Yu nói là nó không quan trọng, không quan trọng và không có hàm ý chính trị gì hết. Việt Cộng không trách, Việt Cộng nhận, thì cứ làm thử đi. Rồi quay phim Vũ Nhân, quay phim video từ Sài Gòn, gửi ra cho bà con thêm hai phút cuối cùng đi, để coi David Dương nói gì, chứ đừng nói là tôi nói thế cho David Dương, tôi không nói thế cho David Dương. Quý vị sẽ nghe trực tiếp David Dương nói từ cái con ngựa, cái miệng của con ngựa nó hí ra. Mời anh. Còn có hai phút. Có bị quảng cáo không tôi? Và trong cái clip này 6 phút 13 23 giây ông Vũ Nhân giới thiệu cả một phút rồi. Là chúng tôi làm việc chuyên trách về vấn đề kinh tế, những hội viên và tất cả những người mà làm việc chúng tôi là chuyên về kinh tế, chúng tôi không làm chính trị. Tôi xác định cái điều là chúng tôi phải chính trị, làm chính trị, nhưng mà chúng tôi quan hệ chính trị để quý vị rõ ràng là không phải là tại khi nhận tiền có mời cũng như dân chủ mà gọi là coi như là xuất phát chính trị, chúng tôi xuất phát chính trị mà chúng tôi đi chơi với những vị dân chủ, những vị chức coi như là chính trị để mà có thể giúp được cho các hội viên chúng tôi và các cái doanh nghiệp để phát triển, cho những doanh nghiệp và đi dựng những cái chương trình của chúng tôi, họ có thể kết nối được những doanh nghiệp khác, họ có thể phát triển được cái doanh nghiệp của mình, họ có thể kết nối được những nhân cần mà họ cần thiết để phát triển cái doanh nghiệp của họ bị khôn khỏi. Thành ra tôi nghĩ cái việc này thì đó là nếu mà thuần túy chúng tôi đi làm về và kinh doanh thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi không có ngại gì cả, không có ngại cả trong nước, không có ngại cả ở ngoài cộng đồng này, bởi vì chúng tôi chỉ quan tâm tới vấn đề làm sao phát triển cái sự phát triển của cái cộng đồng doanh nghiệp của người Mỹ gốc Việt, thì đó là quan trọng của chúng tôi. Cảm ơn thị trường của ông. Vâng, để ngắt ở đó chúng ta nói tiếp rồi cái phần cuối sẽ chiếu hết cho quý vị và quý vị cũng có thể tự coi lấy. Thứ nhất, ông nói rằng ông không có làm chính trị và không có chơi chính trị. Quý vị nghe rõ lại đi. Ok. Như vậy, cái hành động mà ông bay cờ vàng trên bầu trời Bosa Westminster Lưu Sài Gòn Nam California ngày 30 tháng 4 không phải là một hành động chính trị. Không phải. Không phải. Ông dùng cái lá cờ, một trang thiết bị, một công cụ để ông quảng cáo cho Vapa, bay ngang với cờ Vapa. Chúng tôi đã nói rồi. Và đây ông xác nhận rằng động thái đó không phải là động thái chính trị, mà chỉ để tôn trọng một cái cờ di sản mà thôi. Có gì chính trị trong này hết. Ông không làm chính trị, không chơi chính trị cơ mà. Chỗ nào ông David Dương nói đó là một cái thái độ chính trị mà tôi tôn trọng cờ vàng và tôi ủng hộ lập trường của người Việt quốc gia chống cộng sản. Không bao giờ có. Đấy, con ngựa hí rồi đấy. Nghe nó hí cái gì? Nó hí như vậy đó. David Dương đã nói tôi không làm chính trị, tôi không chơi chính trị. Như vậy cái động thái tặng vòng hoa với cờ vàng ba sọc đỏ tại Viện Museum ngày 30 tháng 4 không phải là một thái độ chính trị. Nhất khoát là như vậy. Như vậy quý vị nhận cái vòng hoa đó để làm gì? Nhận để làm gì? Đó đâu phải là một cái động thái của một người chiêu hội, hội chánh, tào lao. Ông bà nào nói như vậy? Lên tiếng đi. Trong cái clip này nó bịt miệng luôn quý vị, nó không cho chiếu cái audio quý vị nữa. Tại vì sao? Nói ra nhục nhã quá. Nhận thức quá là thấp kém. Và chúng tôi vẫn bảo lưu những cái điều mà chúng tôi đã nói về quý vị. Các ông, các bà, chủ tịch này, chủ tịch nọ, có tên, có tuổi đàng hoàng, nó cắt bỏ luôn. Cắt cổ luôn, khỏi nói luôn, không có âm thanh luôn. Để đưa mấy hình ảnh đấy, để tô màu cho David Dương, để ca ngợi David Dương, để tán tụng David Dương. Và tôi đặt vấn đề, quý vị có đồng quan điểm với David Dương, đây là cờ di sản. Chết rồi. Chết theo chế độ Việt Nam Cộng Hòa rồi. Không giá trị gì hết. Cộng sản họ đâu có quan trọng gì. Không chống đối. Nó không phải là một thái độ, một hành động chính trị cả. Không mang ý nghĩa chính trị gì hết. Để bây giờ khẳng định, không làm chính trị, không chơi chính trị. Như vậy,
động thái đưa cờ vàng với vòng hoa tại Việt Museum không phải là một cái thái độ chính trị, dứt khoát là như vậy. Quý vị đừng có suy diễn bậy bạ, tào lao. Tôi lên án quý vị luôn. Nếu quý vị đồng quan điểm với David Chương là cờ đó là cờ di sản, không có giá trị gì hết, không có tiêu biểu cho người Việt quốc gia, chống cộng sản, không có lý do, lý tưởng mà dân chủ, nhân quyền gì cả. Đó là câu hỏi của tôi rất là đơn giản. Nếu lá cờ vàng, lá sừng đỏ không còn giá trị nữa, là lá cờ quá khứ, lá cờ di sản, vậy lá cờ quốc gia của David Chương là lá cờ nào? Từ từ mình sẽ nói, tại nó còn một hai phút nữa anh đang đừng nóng. Dạ mời anh. Đừng vội. Tôi nói có đầu có đuôi. Dạ mời anh. Dạ. Cảm ơn anh. Từ từ. À, tôi anh muốn làm. Tôi muốn David Chương đối chất đi. Đây là ý kiến của ông. Tôi đã yêu cầu ông lên đối chất thì hôm nay ông ra mặt rồi đó. Có. Cũng hoan nghênh. Có can đảm đó, chứng tỏ là không sợ đó, nhưng mà vẫn léo léo. Nếu mà ông không sợ thì ông bay những ai khác đi, ông bay ngay tại văn phòng cơ sở của ông, kể cả ở Việt Nam luôn, thì xem thấy nó, cái lá cờ đó nó còn thái độ chính trị hay là nó di sản, nó chết rồi, hay là người cộng sản họ không quan tâm nữa, không quan trọng nữa. Thử đi, giống như anh Nam nói, mang xuống phi trường thôi đó, đã biết rồi. Tại Việt Nam mang xuống phi trường thôi. Ngay trong ngày 30 tháng 4 luôn. Mà ông cho là cái đó là đúng nơi đúng chỗ đó. Ông bay cờ vàng ở Đa Phước đi, công ty của ông ở Việt Nam đó. Hay là ông xuống phi trường, hay nhân viên ông cũng được. Ông đừng nói ông không sợ. Xạo. Láo léo. Ông không sợ mà ông chỉ bay trong ngày 30 tháng 4 tại Việt Museum thôi. Không có chỗ nào khác. Ngoại trừ kéo trên bầu trời thì cái đó là ông dùng để ông quảng cáo cho bà. Ông dùng cái cờ một cách sai trái và hỗn láo, hỗn xược hoàn toàn. Cho tới bây giờ ông cũng không thể lý giải được tại sao ông làm như vậy. Ông chỉ nói rằng cái đó, nó không phải là thái độ chính trị. À. Bây giờ tôi nói tiếp. Ông nói rằng ông không làm chính trị, không chơi chính trị, nhưng mà có quan hệ với chính khách. À, có, không dám chối. Có chơi với chính khách và ông dùng cái chữ chơi luôn. Đấy, ông chơi. Kể cả ông chơi với tôi đây. Ông mời tôi lên rồi ông chơi tôi luôn. Chơi tôi luôn. Biết rằng có những công ty Việt Nam, Cộng sản Việt Nam, Việt Nam Airlines, VinFast tới quảng cáo, hỗ trợ đó. Mà đâu có nói cho tôi và những người khác đâu. Có. Ông quan hệ với chúng tôi như vậy. Ông chơi với tôi vậy đó. Ông chơi tôi chứ ông chơi gì tôi. Hả? Đó không phải là một thái độ chính trị. Nếu không phải là một cái động thái chính trị, ông yêu cầu chúng tôi tặng bằng khen chứ vậy. Chúng tôi là các chính khách, các dân cử giữ chức vụ mà. Cái bằng khen đó, ông nói tôi không tôn trọng. Sao không tôn trọng? Tôn trọng chứ. Tôi ký, hội đồng thành phố ký, thị trưởng ký vào đó. Mà đó là một động thái chính trị. Mà ông bảo rằng tôi quan hệ thôi. Tôi chơi thôi. Tôi không có thái độ chính trị, không có. Không có cái làm chính trị cả. Nói vậy mà quý vị tin được. Có tin không? Rồi ông Trần Nhật Phong. Trần Nhật Phong trên một cái clip nói rõ. Ông David Chương là cái người mà donate tặng tiền nhiều nhất cho cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Và cho nhiều dân cử gốc Việt cũng như người dòng chính nữa. Tặng rất là nhiều tiền. Từ nhiều năm lên tới hàng chục triệu, mấy chục triệu luôn chứ không phải. Đấy là lời của Trần Nhật Phong đấy. Rồi đó không phải là làm chính trị, không chơi chính trị, thái độ chính trị hết đó. Tôi chỉ chơi với các dân cử, các nhà chính trị chơi thôi, quan hệ như ấy. Donate rất là nhiều tiền, hàng triệu cho PAC, Political Action Committee, các ủy ban hành động chính trị. PAC, không có chính trị trong đó đó, Political Action Committee. Và Super PAC nữa, Super Political Action Committee. Khi ông donate đó, ông biết cái PAC đó, đó, cái Super PAC đó, đó là những cái ủy ban chính trị, những tổ chức chính trị sao? Với những nhân vật làm chính trị, chơi chính trị không? Ông biết à? Không biết. Hoàn toàn đấy. Donate hàng triệu ấy, triệu. Cả hai,
Đảng Dân Chủ Cộng Hòa và ông Trần Nhật Phong ca ngợi đó, Lê Vĩnh Dương tặng tiền nhiều nhất hai đảng. Ba, các dân cử gốc Việt là nhiều nhất luôn, nhiều nhất. Mà cái đó không phải là làm chính trị, không chơi chính trị, quan hệ thôi, chơi cho vui á, chơi nhiều tiền quá chơi thôi, chơi. Rồi trao đổi cái gì, có yêu cầu họ cái gì không, lại láo léo nữa, bảo rằng không, thì chỉ là để kết nối với các doanh nghiệp thôi, không yêu cầu gì hết, không nhờ vả gì hết. Nói vậy mà cũng bị tin đấy. Tin vua láo léo nói bao nhiêu chính khách, bao nhiêu doanh nghiệp của người Mỹ dòng chính đó, họ tặng những cái PAC, Political Action Committee, họ tặng tiền cho cái Super PAC, họ không có đặt điều kiện hết, không có vấn đề không gì trao đổi hết. Nói vậy đó mà quý vị cũng tin à. Đấy, tự David ông nói rồi, ông tin luôn cả cái bullshit của ông ấy. Tự ông nói thì tự ông tin luôn, chứ không ai tin đâu. Ông tặng ha, chục triệu ấy, vui thôi, chơi thôi, không có gì hết đó. Chơi. Rồi cái gala 25 tháng 2 2023 cũng chơi thôi, chơi thôi. Không có mưu đồ chính trị, không có âm mưu, không có một ý tưởng chính trị gì hết. Tôi không làm chính trị mà, tôi chỉ chuyên về kinh doanh thôi. Nhưng mà mời rất đông chính khách, hai mấy 30 người. Rồi kẻ bảo họ đem bằng khen tới tặng. Và bảo họ lên để mà thuyết tình. Thuyết trình cái gì? Chính khách thì họ nói chuyện chính trị, chứ chẳng lẽ họ đi nói chuyện kinh tế phải không ạ? Chưa hết. Nếu ông nói đó, ông không làm chính trị, không chơi chính trị, nhưng mà ông có quan hệ chính trị và chơi với những người chính khách. Ở Mỹ gọi là dân cử, ở Việt Nam gọi là đại biểu, cán bộ, các chức sắc. Như vậy ở Việt Nam đó, ông làm ăn ở bên đó đó, ông có chơi chính trị không? Có làm chính trị không? Hay là ông chỉ có quan hệ với các chức sắc Cộng sản Việt Nam thôi? Chơi đó, chơi. Dư tiền dư bạc chơi thôi, không có quan hệ chính trị gì hết á. Biết thôi, biết rồi chơi vậy thôi. Chơi cái hàng chục triệu vậy đó, chơi đến thua kiện tới nửa tỷ bạc đó, chơi thôi. Tất cả là một cuộc vui chơi, gala là vui chơi cơ mà. Không có làm chính trị gì trong này. Không có treo cờ vàng được, không. Cũng treo cờ đỏ được luôn, không. Không làm chính trị cơ mà. Nói vậy mà cũng có những người tin. Rồi, tôi đặt vấn đề với Vũ Nhân và SBTN. Và những người đã lên tiếng tán đồng rằng ông David Dương bây giờ là quay về với chính nghĩa người Việt quốc gia. Ông đâu có nói là ông quay về với chính nghĩa người Việt quốc gia đâu. Kể cả ông cũng không nói ông là người quốc gia nữa. Ông nói tôi lớn lên như cái cờ đó thôi. Như bao nhiêu người thôi. Và bây giờ đó là cờ di sản. Rồi dạy dỗ cộng đồng là phải tôn trọng, rồi phải đoàn kết. Chúng ta cần một David Dương đi dạy chúng ta đoàn kết rồi. Để chỉ là treo cờ vàng có nơi, có chỗ, có lúc. Nói dạy dỗ như vậy đó. Nơi chỗ là Việt Museum, mà lúc đó là ngày 30 tháng 4. Còn những ngày khác là đừng làm. Hàm ý là như vậy đó. Xin mời anh cho khán thính giả nghe hết luôn cái phần chót. Cảm ơn quý nhân và cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình đài truyền hình SVTN đã lắng nghe những cái giải bài của tôi trong một hai câu hỏi qua. Vũ Nhân, chương trình đài truyền hình SVTN. Bạn. Đó, phút 23 giây. 33 giây giống giống vậy. Ok. Trong đó David Dương nói khoảng 3 phút. Còn bao nhiêu là Vũ Nhân theo dịch. Chiếu hình ảnh rồi giới thiệu câu chuyện rồi cắt xén trong một cái video clip mà chiếu những cái lời ý kiến chứ không phải thông điệp nha. Ý kiến của David Dương đó. Cắt xén tới 6 lần. Chưa tới 6 phút. Cứ mỗi phút đó, quý vị thấy cái hình nó đứng và nó nhảy. Đứng và nó nhảy. Cắt edit. Con ngựa nó hí làm sao mà phải cắt edit như vậy. Nói đi rồi nói lại, nói tới rồi nói lui, nói duyệt edit dữ lắm.
mất có mấy tiếng đồng hồ nhất để edit 6 lần, ít nhất trong một cái clip mà David Dương nói chưa tới 4 phút, cắt 6 lần. Đó là những thủ thuật, thủ đoạn của truyền thông cùi. Đó là những cái trò khỉ, trò mèo của Vũ Nhân và SBTN. Vì SBTN có trách nhiệm liên đới. Vũ Nhân có trách nhiệm trực tiếp. Và chúng tôi muốn biết SBTN và ban giám đốc có đồng lòng cùng quan điểm với David Dương hay không? Còn nếu không, đính chính đi, nói rõ. Đây là ý kiến riêng của khách mời, không phải là chủ trương của đài. Tôi là nhà truyền thông nhiều năm. Tôi từng làm show cho SBTN trước khi nó là SBTN, lúc là SBN. Hơn 20 năm trước, tôi đã làm với SBN và SBTN, Coffee Talk Show. Lúc đó chưa có những Vũ Nhân đâu. Chưa có. Những ai nghĩ Vũ Nhân nhà truyền thông là nhà truyền thông lâu đời. Tôi là show đầu tiên trên SBN, Coffee Talk Show. Với Nguyên Phương và Hoàng Lan. Cùng thời với Du Tư Lê, thi sĩ Du Tư Lê làm Du Tư Lê and Friend. Show đó là làm sao tôi? Sao? Tôi còn giữ cà phê cup để SBN chữ của Du Tư Lê viết tay. Chưa phải là SBTN. Thành Vũ Nhân, đừng lão léo. Đừng qua mặt. Đừng thất đức. Đừng làm những chuyện mờ ám. Đã làm một cái clip bị tôi phanh phui rồi. Rồi bây giờ tiếp tục lão léo. Với vua lão léo. Không những chạy tội, không những rửa mặt, mà khẳng định lập trường rõ ràng. Nếu tôi nói sai, quý vị chỉnh đi. Tôi nói sai chỗ nào? Đi với Dương. Khẳng định. Cờ vàng là cờ di sản, không có một cái ý nghĩa chính trị cả. Ông không làm chính trị, không chơi chính trị. Và hành động ông tặng một cái vòng hoa với cờ vàng không phải là một thái độ chính trị. Là tri ân. Là đem đi chôn đó. Như chương trình vừa rồi chúng tôi nói đó. Chôn vô cái nghĩa trang Việt Museum. Bà ông Cao Hồng đó, ông phải lên tiếng. Ông phải lên tiếng. Nếu ông đồng lõa với chuyện đó, chúng tôi tẩy chay ông. Yes. Chắc chắn. Ông chỉ cần nói à, tôi cùng quan điểm với đây với dưới là xong. Còn chuyện ông đính chính như thế nào, ý kiến ông lên tiếng như thế nào, tôi không quan tâm. Không quan tâm. Bởi vì tôi đã cho ông là cái người không xứng đáng. Và những người đang cùng hợp tác với ông, họ từ từ họ bỏ ra hết. Bỏ ra hết. Cũng như ông David Dương. Ông thể quay 180 độ mà nói ông là người quốc gia hội chánh gì hết. Ai mà nói cái đó hộ ông đó là họ nói sai hết. Tại vì bữa nay quý vị nghe chính ông David Dương nói rồi. Đừng nói thế ông nữa. Đừng nói hộ ông. Không. Đừng suy diễn nữa. Con ngựa nó hí lên rồi đó. From the horse's mouth. Mà những gì á, nó hí lên rồi đó, thì quý vị nghe lại đi, trong cái clip đó, 6 phút 20 mấy giây thôi. Nếu còn thì giờ mời anh Nam chiếu lại cái audio. Dạ, cho Nam có một vài phút. Thứ nhất á, tôi đang nói chuyện này với anh Đỗ Vinh. Anh Đỗ Vinh là vua biết chuyện này, là trong cái nghệ thuật tranh luận thời cổ đại Hy Lạp á, cái thời kỳ mà văn minh Hy Lạp La Mã đã có cái trường phái là Sophism. Thì nó là gì? Nó tranh luận cái ngụy biện. Nghe tưởng có lý lắm. Nhưng mà không có lý trong thực tế. Một ví dụ. Anh chàng kia bảo là anh đứng cách tôi một sải tay thôi. Tôi thấy ba mũi tên tôi bắn vào anh. Không bao giờ mũi tên trúng anh. Ấy. Tại vì mũi tên nó không thể từ tôi tới anh á. Làm khoảng không gian, và khoảng không gian khoảng cách đó là nó vô tận. Cái trẻ làm đôi, trẻ em đôi, trẻ em đôi, nó vô tận, không bao giờ nó trẻ hết chứ. Vậy thì mũi tên nó là nó không thể bắn bao qua một không gian vô tận được. Ông kia ông thua cài, ông biết cài sao? Nói bây giờ tôi không cần nói luận lý vậy. Anh đứng cách tôi một sải tay đi, mũi tên tôi bắn cái lũng buộc anh không? Thì ông kia nói không, mình nói chuyện đừng bắn anh. Nó không, bây giờ mình bắn anh cho đừng nói chuyện. Thì nói cái điều này
anh muốn nói di sản không di sản, whatever, đâu. Cái thực tế thôi. Vũ Nhân, Trúc Hồ, SBTM và Vava mang cờ vàng ba sọc đỏ trên chiếc áo của mình lên máy bay Air Việt Nam, bay về phi trường Tân Sơn Nhất, bước vào. Có thường quý vị bước được vào trong bên trong không? Hay là bắt ngay tại tại chỗ như nhốt tù luôn? Làm đi, làm đi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, câu hỏi của bạn tôi rất là hay, Đỗ Vinh. Đi có phải là quan điểm của SBTN không? Đồng bào và độc giả cần biết rõ để mình có cái thái độ phù hợp với SBTN. Đi có phải là SBTN? Nếu SBTN mà làm cái nội dung như vậy, thu thập và nói tôi không cho phép con cái tôi, người nhà tôi coi cái đài SBTN nữa, bởi vì sẽ bị trúng độc. Tôi có cái quyền chọn lựa của tôi. Nếu đó là đài, nếu Trúc Hồ nói đây là quan điểm chính thức của đài SBTN, thì tôi cũng tuyên bố là ngày mai tôi cancel cái account của tôi với SBTN. Bởi vì sao? Tôi không muốn con cái tôi trúng độc cái này đó. Cái thứ ba nữa là gì? Những cái điều mà anh Đỗ Vinh nói nãy giờ đó, tôi rất là tha thiết được các cuộc đối luận giữa tôi, Đỗ Vinh và Đại Bình Dương. Tại sao ông không dám đối luận? Ông sợ cái gì? Người ngây thì không thể chết đứng. Người mạnh ra gió không nhờ bị trúng gió. Tại sao ông không dám? Bây giờ ông ra mở đại hội cộng đồng đi. Chúng ta đối luận tiếp đại hội cộng đồng. Tại sao cái lúc nào cũng như một vài cái đài báo được xem là người giúp việc của mình làm công việc truyền thông. Đừng bịp đồng bào, đừng bịp dư luận. Cái truyền... Nhưng tại sao lúc nào cũng mấy nhân vật đó? Anh không yên tâm nó ra ngoài đối đầu với cộng đồng. Mà phải nhờ một cái loa khác. Hỏi tức là đã trả lời rồi đó anh Nam. Yeah. Trong khi tôi với anh ngồi đấy. Tôi với anh ngồi đấy. Và tôi nói những gì chịu trách nhiệm trước dư luận và trước pháp lý luôn. Còn David Dương đâu có đưa tay tuyên thệ khai sự thật đâu. Anh Nam, trong cái clip 6 phút này hay bất cứ lúc nào khác chưa bao giờ đưa tay tuyên thệ khai sự thật hết. Cho nên tôi rất là tội nghiệp cho những người mà cả tin, mà anh gọi là đầu giờ anh gọi là gì, đỉnh cao của ngu ngơ đó. Anh nói không phải tôi nói đâu. Đỉnh cao của ngu ngơ đó. Đấy. Đây chưa có bao giờ đưa tay thề rằng khai sự thật đâu. Nếu mà khai đúng sự thật thì đâu có cần phải edit cái clip đó 6 lần trong 4 phút. Vậy nếu cờ di sản đó thì ngày mai trên tòa đại sứ của Việt Cộng ở Washington, tòa lãnh sự Việt Cộng tại San Francisco treo cờ di sản dân tộc lên đi. Đó, hạ cờ đỏ treo cờ vàng lên đi. Không những vậy, bây giờ anh muốn nói thuyết âm mưu, tôi nói cho anh nghe. Tòa lãnh sự và Cộng sản Việt Nam đồng ý cho ông David Dương ủng hộ một cái vòng hoa có cờ vàng trong ngày 30 tháng 4. Đồng ý, cho phép kéo cờ vàng trên bầu trời Bosa ngang với cờ bà. Cho nên ông David Dương không sợ. Không sợ. Và ông biết rằng họ không quan tâm, không cho là quan trọng. Họ đã bật đèn xanh cho ông làm điều đó rồi. Nha. Nếu mà quý vị nói cái thuyết âm mưu của tôi nó xa vời lắm. Không có bằng chứng gì hết đó. Đúng, tôi không có bằng chứng gì hết đó. Nhưng mà tôi có quyền suy diễn đó. Chính xác là như vậy. Họ đồng ý. Yes. Họ còn cố vấn nữa cơ. Và những người cố vấn khác như anh nói, có thể là những các dân cử là chạy tội cho David Dương cũng cố vấn như vậy đó. Nó thuyết âm mưu đúng. Nhưng mà trong cái thuyết đó nó đúng nhiều hơn sai đó quý vị. Đúng lắm. Bởi vì anh Nam nói rồi, bây giờ bảo cái cờ vàng mà bay như vậy là di sản, không có ý nghĩa chính trị gì hết, không quan trọng. Cờ chết rồi.
chết rồi, Việt Nam Cộng Hòa chết rồi, bất tử rồi, còn đâu nữa. Như vậy thì như vậy mấy triệu đồng bào hải ngoại, bao nhiêu hội đồng đấu tranh đó, đi thờ nát rồi chết rồi. Đúng, và David Dương á, cười qua mặt họ. Thờ cái sắc ma, theo nói yes. là điều David Dương là quý vị các hội đoàn cộng đồng. Tại vì David Dương có bao giờ đứng nghiêm mình mà chào cờ Việt Nam Cộng Hòa đâu. Nếu ai có cái clip đó xin làm ơn đưa ra. David Dương nói tôi là người quốc gia, tị nạn cộng sản và tôi chấp nhận cờ vàng ba sọc đỏ là cờ thiêng liêng, biểu tượng cho người Việt quốc gia, biểu tượng sống cho cái ý tưởng, lý tưởng tự do dân chủ, nhân quyền và những người chống cộng vẫn tiếp tục tôn thờ, chứ không phải tôn trọng nữa, tôn thờ, vinh danh. Và nhờ vào cái cờ đó để mà tiếp tục đấu tranh. Cờ đó đối với tôi đó là một cái biểu tượng sống động. Sống động. Có trước Việt Nam Cộng Hòa và sẽ còn sau rất lâu. Ừ. Tôi bảo đảm trong nhà đi với Dương không có cờ vàng đâu. Quay vô trong nhà ông đi. Quay vô văn phòng ông biết này. Ông nói ông chỉ treo có nơi, có chỗ thôi, có lúc thôi mà. Làm gì có trong nhà không? Làm gì có trong trái tim không? Có. Vô trá. Lao léo hết hoàn toàn. Chỉ đúng ngày 30 tháng 4 với sự biết trước, đồng ý và không phản đối của Cộng sản Việt Nam thì ông mới cho tặng vòng hoa và cờ vàng tại Việt Museum thôi, chứ không phải ở đâu hết. Cái nghĩa địa Việt Museum sẵn sàng chôn luôn cả cờ vàng và những người còn yêu thương, tôn trọng, tôn thờ và chấp nhận biểu tượng đó là một biểu tượng chính trị. Yes, yes. Anh treo cờ vàng mà anh cho đó không phải là động thái chính trị thì làm ơn anh đừng có dùng cái cờ vàng như một công cụ cho anh. Đừng, đó là mỹ dân để bên dương, vua lao léo, vua biệt, mỹ dân đấy. Và tất cả những người cùng quan điểm với Đêm Dương, tôi tẩy chay hết. Yes. Quý vị có thể đồng ý với tôi hay phản đối tôi, quyền của tất cả quý vị. Nhé. Tôi không chấp nhận một Đêm Dương coi cái cờ này là cờ chết rồi. Đem ra nghĩa địa, chôn đó vào ngày 30 tháng 4 thôi. Những ngày khác không cần nhắc tới. Không quan trọng. Thì đó là thái độ của người Cộng sản. Không phải là thái độ của người quốc gia. Nghe rõ chưa David Dương? Và ông nói ông không làm chính trị, không chơi chính trị. Ông chỉ chơi dân cử thôi. Chơi. Có nhiều tiền, chơi vậy thôi. Không làm chính trị gì cả. Không trao đổi gì hết. Cái quan hệ với chính khách đó là chơi. Đấy. Ông chơi tôi rõ ràng. Chơi. Không có làm chính trị gì đâu. Vài chục triệu thôi. Cả hai đảng Dân Chủ Cộng Hòa bao nhiêu chính khách. Ông chơi thôi, chơi hết mọi người. Bây giờ tôi muốn biết đó, ông chơi với chính trị gia, ông chơi với dân cử, ông chơi với chính khách, ông chơi cái gì? Dẫn họ đi tắm biển à? Hay là ông mời tới đại hà, ông đãi người ta đi, ông chơi họ, chơi rõ ràng. Và ông chơi luôn cả những cán bộ cộng sản, các đại biểu, họ sẽ phanh phui đấy. Đúng rồi đấy, ông đi Dương này kinh doanh thôi, đi kiếm tiền thôi. Đừng nói ông là người quốc gia, người Việt Kiều, phải lo cho nước, thương dân, mến nước. Thấy người nghèo, khổ, cái người khó khăn, muốn giúp đỡ. Nói ra cái vẻ thánh thiện lắm. Thánh thiện tí nào? Đi vơ vét. Đi kiếm tiền. Làm ăn thua lỗ rồi giờ kiện tụng. Đi thú què, hay là đi kiếm lời. Đâu có bỏ một cách nào đâu. Tôi nói không sai. David Dương là người ăn cơm cộng sản, thờ ma quốc gia. Vì ông coi quốc gia là ma hết rồi. Đó, di sản mà. Di sản không phải là ma chứ là cái gì? Đem vào một cái nghĩa trang Việt Museum đó, để chôn ở đó không phải là ma chứ là cái gì? Không phải thờ ma quốc gia chứ là cái gì? Kéo cờ vàng trên bầu trời vô xa mà bảo là không phải là chính trị, không phải thái độ chính trị gì hết. Tôn trọng thôi. Kêu gọi tôn trọng để mà đoàn kết. Ai mà đoàn kết với ông được? No.
đẹp chưa? Và tôi cảnh cáo luôn, những người còn đứng với Va Ba và Đề Vệ Dương sẽ bị tẩy chay. Vì ông đã hứa hẹn ông sẽ làm lớn hơn nữa, nhiều hơn nữa, mà sẽ mời Cộng sản Việt Nam qua đều đều. Miễn là họ có giấy phép hành nghề ở Mỹ thôi. Có giấy phép thôi. Mời hết. Nói rồi, nó chính thức trên phố Bô Sa TV. Đừng chối cãi. Bằng chứng còn rành rành đó. Tôi đã đưa hết rồi. Thì ông cứ việc làm đi. Để những người ngồi với ông ấy, thì bậy đã lật ngửa rồi đó. Đấy. Bài lật ngửa rồi. Úp úp mở mở làm chi nữa. SBTN, Trúc Hồ, Vũ Nhân. Úp úp mở mở làm chi. Đừng có lẩn trốn vấn đề. Đừng có ẩu ơ với dầu. Đừng có chúng tôi không có lên tiếng. Dễ. Giả khờ quá ải. Nín thân thích đi. Nín thân thích. Nín luôn đi. Rồi ai còn tin họ thì cứ việc subscribe. Còn ai không tin nữa thì unsubscribe. Đó quyền của quý vị. Đây là sự tự do mà. Nhưng mà đừng có lừa gạt dư luận. Chúng tôi đã nói rồi, tôi với anh Nam đồng quan điểm ở chỗ tôn trọng sự thật. Tìm đâu là sự thật và vạch ra. Vạch trắng, nộp mặt nạ hay là cái gì đó. Giờ quý vị thấy cái mặt nạ có rơi hay không? Nhiều quá, nhiều cái mặt nạ quá. Lột mặt nạ không mệt. Hết ngày, hết tháng, hết giờ rồi. 11 giờ khuya rồi còn ngồi đây lột mặt nạ. Chúng tôi đâu có ăn củ giải gì trong chuyện này. Vì cái lương tâm thôi. Vì sự thật thôi. Quý vị nghe lại cái 6 phút đó đi. Tôi cũng nói vậy đủ rồi. Mời anh. Nếu còn thì giờ. Có cái điều lạ lùng. Có cái điều lạ lùng như vậy đó. Thì... như vậy cả bao nhiêu cái hội đoàn, bao nhiêu cộng đồng, bao nhiêu người đứng nghiêm chỉnh chào cờ, nghiêm chỉnh chào cờ nước quốc quân kỳ, bây giờ cho là cờ di sản, cờ thì chết rồi. Như vậy thì cả cộng đồng đang làm việc vô ích. Anh mắng cả cộng đồng làm việc vô ích. Đúng vậy. Đó là David Dương, quan điểm và ý kiến của David Dương nói rất rõ. Quý vị nghe lại. Do vậy, khi mà tôi đọc, tôi xem cái clip nó xong, tôi nghĩ Trúc Hồ lại cho chiếu cái bộ phim này có dùng ý gì không, có đồng ý không? Trúc Hồ phải trả lời trước dư luận, quan điểm như để anh Vô Đỗ Vinh nói đó, phải trả lời trước cộng đồng, quan điểm về chính trị, quan điểm cơ bản của SPD là như thế nào. Tôi nghĩ đó là và các hội đoàn có chấp nhận quan điểm của SPD về vấn đề này không? Chúng tôi đặt vấn đề nghiêm túc, chia tay ý thức hệ, chia tay rõ ràng. Những ai đồng ý với David Dương đứng qua một bên, những ai phản đối David Dương đứng qua một bên. Đó là vấn đề. Tôi cũng nói thêm đến Độ Vinh chút xíu, sau khi mà tối nay trước khi Đỗ Vinh nó lên làn sóng này thì tôi nhận cú điện thoại của anh Ngô Kỷ. Ngô Kỷ cũng tối nay mất ngủ. Nói chưa, anh ngày mai Ngô Kỷ sẽ lên làn sóng này, sẽ nói quan điểm của anh sau khi đọc, sau khi nghe cái video clip của Vũ Nhân của đài SPDN phỏng vấn ông David Dương. Và tôi nghĩ toàn bộ cộng đồng cũng nên xem và toàn bộ hội đoàn cũng nên xem, toàn bộ các lực lượng cựu quân nhân cũng nên xem. Phải chúng ta có phải đang làm một việc mà ngu xuẩn như theo cách nói không? Và cứ thử lửa đi, đừng ngụy biện, tự lửa đi, cứ mặc cờ vàng ba sọc đỏ, leo máy bay Air Việt Nam về bước chân vô Sài Gòn, vô check-in. Có thưa quý vị có lọt vào trong nước không? Cờ di sản, cờ quá khứ đó. Hay là quý vị mặc cái cờ đó lên trên đại sứ quán, lên trên bảo tàng lịch sử, nó có tiếp quý vị không? Hay là tống xuất quý vị ra ngoài? Do vậy,
Chúng ta nói đây là ngụy biện. Chúng ta cần hàng thật, chúng ta hàng giả. Chơi với sự thật, chơi với lương tâm, chúng chơi với cách ngụy biện. Vâng. Và tôi còn nói thêm với những người dân cử nữa. Những người chính khách như tôi, những người chính trị gia. Nếu quý vị còn tiếp tục chơi với David Hume mà không xác định lập trường của mình là theo David Hume với quan điểm cờ vàng là di sản, đã chết rồi. Không phải là một biểu tượng chính trị. Thì quý vị lên tiếng đi. Và quý vị tới những cái sinh hoạt của David Hume nữa thì tôi sẽ đặt vấn đề và tẩy chay quý vị. Tại vì tôi không có nằm trong thành phần đó. Tôi không những tôn trọng cờ vàng mà tôn thờ cờ vàng. Và tôi không có đoàn kết với một David Dương theo quan điểm đó. Tôi không có một tiếng nói chung với David Dương theo quan điểm đó. Ngụy biện rằng tôi đâu có sợ đâu, nhưng mà cái ngày gala bà ba đó tôi không có treo cờ vàng. Vì tôi cho đó học đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc. Đưa vào cái nghi địa Việt Museum á, ngày 30 tháng 4 mới lại đúng chỗ, đúng lúc, đúng nơi. Đúng lúc tại sao 48 năm không làm, chỉ có năm nay mới làm? Tại vì Cộng sản Việt Nam đó, nó đã guideline, ok, anh làm đi, ok. Nó đã tài trợ cho một cái Baba Gala thì nó tài trợ cho David Dương bao nhiêu thứ chuyện được. Trời ơi, dễ ợt cái anh lắm. Dễ ợt. Đã nhận tiền của Cộng sản Việt Nam tổ chức một cái gala thì nhận tiền cho những chuyện khác nó dễ ợt cả. Có gì khó đâu. Gì khó hết. Đâu gì phải bức xúc, là mâu thuẫn, là rối não gì đâu. Lấy tiền cộng sản được rồi thì lấy hoài thôi. Đã ủng hộ một cái phương án được rồi thì ủng hộ cả trăm phương án được, có gì đâu. Kể cả cái việc tặng vòng hoa có bao nhiêu đồng đâu, kéo cờ bay bao nhiêu đồng đâu. Có cái chục triệu để chơi cơ mà. Chơi các dân cử. Đấy là lời của David Dương nói đó. Không có làm chính trị, không có chơi chính trị, chỉ có chơi với những người làm chính trị, chơi quan hệ với những người dân cử, chơi từ ông bộ trưởng bộ tư pháp tiểu bang California cho tới ông chủ tịch quốc hội California mời xuống để chơi hết, chỉ để chơi thôi, không làm chính trị cả. Không donate cả chục triệu vào cái PAC, Political Action Committee và Super PAC của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Theo lời khai của Trần Nhật Phong là David Dương làm điều đó. Nhưng mà cái đó là chơi thôi. Chơi. Vui vẻ. Donate bao nhiêu tiền cho các dân cử để chơi thôi. Không có làm chính trị hết. Nhưng mà khi hỏi tới cờ vàng thì đúng rồi. Chơi luôn cờ vàng. Còn gì nữa? Chơi luôn các ông bà cờ vàng. Các ông bà trong cộng, chơi luôn các ông bà quốc gia, chơi hết, chơi. Đó là lời của David Dương nói. Tôi không làm chính trị, chơi thôi đó. Gửi cái vòng hoa ngày 30 tháng 4 là chơi đó, chơi. Thái độ chính trị, không có lập trường chính trị, không có quốc gia, không có trong cộng gì ở trong này. Thế mà các đơn vị đó, ông Cao Hồng, Việt Museum, nhận, cũng đúng nhận. Ca tụng, ca ngợi, rồi vũ nhân đi rửa mặt, đi chạy tội, tài lọt, đưa tin láo léo, truyền thông cùi. Với sự chấp nhận của việc SBTN, thì chúng tôi đặt vấn đề nghiêm túc với Tổng Giám đốc của đó, và ông Trung Hồ và Ban Quản trị, chúng tôi đặt vấn đề nghiêm túc. Và những người khác thấy thắc mắc thì cũng nên đặt vấn đề. Còn quý vị, không ai nói gì hết thì tôi rất là tội nghiệp. Tội nghiệp. May là có ông Nguyễn Văn Bình viết được một bài ký tên Ý Dân mà chúng tôi đọc hôm qua, thì tôi mới thấy có một người trí thức có nhận thức và dám viết lên.
quý hóa quá, cảm ơn rất nhiều. Ngoài ông Nguyễn Văn Bình ra, chỉ có anh Nam thôi chứ chưa nghe ai hết á. Ông bà mình có câu đó. Nói phải, củ cải cũng nghe. Nói phải, củ cải cũng nghe. Nhưng mà bô sa ở đây á, nó có một cái loại củ cải đặc biệt lắm. Củ cải điếc. Đầy đấy hết. Củ cải điếc. Nói phải nó không biết nghe. Điếc. Mà nó còn một loại củ cải đặc biệt hơn nữa. Vừa điếc vừa câm luôn. Câm. Rồi bảo đấy sai lịch mà trôi đi. Đã số thầm lặng. Là loại củ cải rất đặc biệt. Vừa câm vừa điếc. Nói phải, củ cải cũng nghe. Ở đây, bây giờ củ cải đó nó lan lên San Jose, đầy dậy trên San Jose luôn. Tôi nói ai xúc phạm, xin lỗi trước. Cần tôi ra thông tin 13 điều xin lỗi nữa, ok. Bởi vì tôi thấy, có cái loại củ cải gì ở ngoài ngoại này, nó lạ lùng lắm. Củ cải điếc, nói phải không nghe luôn. Rồi câm hết. Bây giờ tôi đợi, củ cải SBTN Trúc Hồ có phải là loại củ cải điếc không? Có phải là loại củ cải câm không? Tại vì tôi nghĩ rằng trong những ngày tới nó không chỉ điếc mà nó còn câm. Câm luôn. Không có trả lời những cái điều mà tôi với anh Nam đặt nghiêm túc đâu. Chính xác là có đồng ý với quan điểm của David Chương hay không? Nếu không đồng ý, tại sao không lên tiếng? Tại sao cho thực hiện một cái clip như vậy? Do Vũ Nhân Nam truyền thông dối trá, trá hình không phải truyền thông, quảng cáo cho David Dương nên chạy dưới cái tít đó, paid advertisement for David Dương và bà lấy bao nhiêu tiền khai rõ, paid advertisement không phải là quan điểm lập trường của đài, không phải là tiếng nói chính thức của đài, chỉ là một cái bài cậy đăng có cho tiền thì tôi khả dĩ chấp nhận được. Bài kể đăng có trả tiền mà. Còn nếu không làm như vậy thì tôi cho là củ cải điếc, củ cải câm. Bà nhắc với anh Ngô Kỷ. Anh Ngô Kỷ không phải là loại củ cải đó. Không, tôi biết anh Kỷ nhiều năm lắm. Mà tôi hoan nghênh anh. Những lần anh lên, những kênh truyền thông, và tôi không đặt vấn đề anh lên kênh truyền thông nào. Không. Không có cái phương tiện nào là xấu hay tốt hết. Phương tiện là phương tiện. Vấn đề là mình nói cái gì. Như tôi tôn trọng anh Nam và cái kênh truyền thông của anh. Tôi tôn trọng anh Ngô Kỷ và tiếng nói của anh ấy. Và Nguyễn Văn Bình cũng nói với tôi rằng anh sẽ có bài báo và lên đài vào giữa tuần tới khi anh trở lại San Jose từ Nam California, thì vụ này nó sẽ còn tiếp tục, dư luận càng ngày càng gây sức ép và nó không ngưng ở đây đâu anh. Và dư luận càng ngày càng gây sức ép. Một trong những sức ép đó là đòi hỏi ban giám đốc của đài SBTN, ông Trúc Hồ và ban giám đốc, như nói đội dư tổ binh vừa rồi, xác nhận lại nó không phải lập trường của quý đài không. Vâng, tôi mời anh. Và quan điểm chính thức của đài về vấn đề đó là gì? Anh Nam cho clip này lên càng sớm càng tốt và ghi nhận tất cả những ý kiến phản hồi và mời thêm những khách mời, những người anh vừa nói và những người khác nữa. Sẽ còn nhiều người lên tiếng nữa. Cảm ơn anh. Tôi nghĩ rằng cái đã đến lúc chúng ta không còn bị dư luận nữa. Tráo trợ đến dư luận nữa, nghĩ miệng nữa, nguy biện nữa. Chúng tôi xin, không biết còn gì không, xin phép anh mình tạm dừng ở đây. Người Mỹ có một cái phương ngôn, châm ngôn, họ nói thế này. Để những người ác thắng lợi, điều kiện duy nhất là những người tốt không làm gì cả.
Điều kiện duy nhất để những người ác thắng lợi là những người tốt không làm gì cả. Và tôi đã chứng kiến, cái cảnh 48 năm nay ha, những người rất tốt không làm gì cả, không nói gì hết, để cho những người gian ác tiếp tục múa gậy rừng hoang, áo thụng với nhau, đánh lận con đen, nước mắt cá sấu, lừa bịp dư luận, mị dân và ngu dân. Thế cho nên cộng sản đó, nó thắng lợi ở đây là vậy. Ngay ở hải ngoại đây, đang thắng lợi. Là vì những người quốc gia không lên tiếng, không làm gì cả. Tôi không nói tất cả, mà tôi nói rất nhiều như vậy. Sỉ nhục cái cờ vàng mình như vậy, sỉ nhục như vậy, không cảm nhận gì hết. Coi như pha, mắng thui hết. Vậy thôi chứ đấu tranh cái gì nữa. Có người bảo rằng, anh phải đấu tranh ở Việt Nam. Anh viết thơ cho Tòa Bạch Ốc làm gì? Anh đặt vấn đề với Nguyễn Phú Trọng qua đây làm gì? Anh về Việt Nam đấu tranh đi. Kích tướng kiểu đó rất ác và rất ngu. Cho nên anh có cái từ là ngục. Ngục. Ở đây là tranh đấu cũng xong, bảo vệ Việt Nam. Việt Nam có 90 triệu dân, toàn là củ cải, câm điếc hết. Yes, tôi nói vậy. Chứng minh, đây, 48 năm nay, 90 mấy triệu dân, đào không ra một cái đảng. Đào cho tôi một cái đảng đối lập đi. Để tôi đừng có nói là 90 mấy triệu dân là củ cải câm điếc hết. Nói phải, củ cải cũng nghe, mà củ cải Việt Nam nó câm điếc hết. Mấy anh trẻ trâu, mấy anh bò đỏ đó, nó lên nó comment đầy giấy đó. Không nói ra câu ra kệ chứ đó. Toàn là ba cái emoji ba trợn thôi. Không có lý luận được gì hết. Nói như anh Nam mà kể chuyện gọi là là ngụy biện như thế nào, rồi bắn cung như thế nào, nó không có nghe đâu Nam. Nó không hiểu gì hết. Tại vì cái Cộng hòa xã hội chủ nghĩa nó đẻ ra toàn là củ cải câm điếc không á. Câm điếc. Không thằng nào nói được câu nào, không con nào nó diễn đạt được một cái ý tưởng gì hết. Hoàn toàn không có. Tôi chứng minh. 48 năm qua không có một cái đảng đối lập. Không có. Độc tài, độc đảng, đảng trị ai cũng biết. Cả thế giới đều biết. Mà không đào ra một cái đảng mới. Đảng đối lập cũng có. Thì tôi có quyền nói. Câm điếc hết rồi. Câm điếc hết. Tôi chưa nói là ngu dốt hay là chết hết rồi. Không có đâu, làm sao chết hết được. Nhưng mà câm điếc. Không có mù. Thấy. Nhưng mà nghe cũng như không nghe. Bịt lỗ tai lại. Rồi nói không dám nói. Có cái miệng không dám nói. Lên viết vài câu, nói vài điều, cầm đầu bắt vô nhốt rồi không có ngày ra luôn đấy. Rồi hỏi tại sao hải ngoại đây rồi chửi nhau, nói nhau này này kia kia, tại vì chúng tôi dân chủ tự do ngôn luận, đâu phải như Việt Nam nói được 5-3 clip rồi nó cúp mẹ nó rồi, mời đi chơi rồi vô trại tâm thần rồi. Thế mà không có được một cái đảng đối lập, không có. Kể cả những người từ trong đảng Cộng sản bị khai trừ, bị đốt lò. Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam. Mấy ông ấy là củ cải, cầm điếc đấy. Tôi nói phải, quý vị không nghe. Điếc, quý vị không dám nói, cầm. Tôi nêu đích danh được, hai nhân vật được. Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam. Chỉ có mí thằng Mỹ cái là cái đám thân Trung Cộng cắt cổ liền. Và còn cắt cổ dài dài. Bịt miệng dài dài. Đục tai đá đít dài dài. Không có thằng nào dám lập một cái đảng đối lập đâu. Không có. Không hề có. Thì như vậy đừng có bò qua tới Mỹ để làm gì. Làm ơn ở bên cái nước độc tài đi. Độc đảng ấy. Ở với nó đi. Bò qua đây làm gì. Chúng tôi không tiếp đâu. Chúng tôi là người Mỹ gốc Việt.
không tiếp, và yêu cầu Bộ Quốc phòng, Quốc hội Mỹ, Tổng thống Mỹ, Phủ Tổng thống, Washington DC không tiếp. Không tiếp. Không tiếp những cái thứ củ cải câm điếc, không. Ở đây chúng tôi nhiều, chúng tôi không có xài không hết mà. Mang cái củ cải câm điếc qua làm gì? Ông bà mới nói phải củ cải cũng nghe. Nói ngoài, nó không nghe là sao? Vì nó, củ cải này đặc biệt lắm. Là cực kỳ đặc biệt, vừa câm vừa điếc luôn. Trong đó có Nguyễn Phú Trọng đấy. Bò qua đây làm gì? Mỹ có nói gì mà Cộng sản Việt Nam nghe đâu? Không có. 3040, 5070, bao nhiêu cái không? Không, không nghe, không biết, không làm. Gọi là chính sách 3040 ấy. Rồi DM ngay luôn ở trên cái đài, lúc mà người ta còn có cái mic mở nữa. Phạm Minh Chính. Văn tục luôn. Đấy, của cải đâu biết nói đó. Mở miệng ra là văn tục. Tôi nói nèo đích danh. Đích danh. Đừng nói chống Cộng sản mà không đối đầu với Cộng sản. Chống là phải đối đầu. Đối đầu có khi phải bị thiệt hại. 48 năm qua đào không ra một cái đảng đối lập. Thì tôi có quyền nói. Không có. Không có chí sĩ nữa. Không có. Sĩ phu câm điếc. Đào không ra cái đảng đối lập. Cả thế giới họ cười cho. Nó bò qua đây làm gì? Đi xin những đặc ơn gì, ký hợp đồng với Mỹ à? Mua vũ khí sát thương à? Để làm gì? Để về cúng cho quan thầy Trung Cộng chứ làm gì? Để bán nước hại dân chứ làm gì? Tôi nói đấy. Tôi nói chính thức, công khai. Viết thơ tới tòa đốc đàng hoàng. Địa chỉ điện thoại tôi dễ kiếm lắm. Tôi đang quay ngay tại nhà tôi đây. Tôi ở chức vụ thì đăng ký ngay địa chỉ nhà đây chứ có đâu. Lên thành phố hỏi có địa chỉ tôi đi. Cờ vàng ba sọc đỏ là tôn trọng 30-65 ngày một năm. 365 ngày một năm. Chứ không phải ngày 30 tháng 4 cái là tặng vòng hoa có cờ vàng. Gọi là đúng nơi, đúng lúc đấy. Đó là đêm phải chưa? Chúng tôi không có vậy. 365 ngày đều tôn thờ, tôn trọng, vinh danh, yêu thương cờ vàng. Thật sự. Đó mới là những nhà đấu tranh chứ. Còn những người khác đó, quý vị đừng cả tin. Đừng cả tin. Rồi lịch sử sẽ cho những người đó vào sọt rác hết. Vào sọt rác hết. Cảm ơn anh nào. Yeah. Cảm ơn tiến sĩ Đỗ Vinh, thưa quý vị. Và nếu quý vị có những ý kiến về bình phẩm về đề tài này, quý vị có thể đặt bên dưới và quý vị cũng có thể subscribe vào trong cái kênh chúng ta để đón nhận nhiều tin tức khác nhau. Hoa Kỳ, thế giới, cộng đồng Việt Nam, đủ thứ tin tức, cài chánh kinh tế, đủ thứ. Để xã hội mà coi. Và thưa quý vị, câu cuối cùng chúng tôi đòi hỏi Edwin phải có trách nhiệm giải thích quan điểm của Edwin về các vấn đề mà anh đã phát hình mà như chúng tôi đặt ra. Và sau cái trả lời đó thì chúng tôi sẽ có thái độ chính thức. Xin cảm ơn quý vị. Và tôi sẽ gửi cái video clip này đến ông Tổng Giám đốc của Đài SPDN, Đồng Trúc Hồ. Và tôi xin ông một sự lên tiếng. Ông có thể lên tiếng lên đài của ông. Ông cũng có thể lên tiếng trước cộng đồng. Bởi vì đài của ông đang nhục mạ tất cả những cái hội đoàn đang đi sinh hoạt dưới lá cờ vàng. Nếu đây là quan điểm của đài,
Thì đó là một cái câu mà chúng tôi cần phải nhắc lại trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn anh Vũ Đỗ Vinh. Dạ, chào anh. Cảm ơn anh Nam. Và chúng tôi không có ý mở lan rộng cái đối luận này tới những đơn vị khác như SPTN hay ông Trúc Hồ. Nhưng họ cũng đã nhúng tay vào chạm rồi. Và tôi sẽ tiếp tục nói về ông David Chiu. Đó là để cho đến khi quý vị đủ nhận thức, đầy đủ thông tin để nhận thức rõ ràng về nhân vật David Chiu. Và những nhân vật đang làm công cụ cho Cộng sản Việt Nam.